Dạ, cửa hàng nông cơ Huy Hoài xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắc Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì âm lên cho các bác một lô tiếp tục các bác nhé. Lô series hệ C. Đó, một lô cưa máy cưa bãi Nhật nội địa các bác nhé. Toàn những dòng siêu phẩm này các bác. Có như Makita này, Makita tay dài, Zenowatt này, cực kỳ đẹp. Con này nói chung là cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó, G3201. Đó. Và có dòng như tay cụt Makita. Đó, các bác ưng ý không ạ? Quá là đẹp leng keng luôn này. Dòng Shirawa, Shirawa E300. Con này thì nó hơi bị chóc sơn ở phần này thôi, nhưng mà nội thất cũng như là máy móc của em nó thì tình trạng là còn đẹp leng keng luôn các bác nhé. Đó. Rồi, và một con Humana 40 công suất 40cc này, và Echo V4000. Đó, toàn thể lô máy của bên em đây tổng cộng là gồm 8 cây các bác nhá. Hôm nay lên một lô 8 cây luôn. Đó, cho các bác hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những cây phù hợp nhất. Đó. Để cho các bác nào ưng ý cũng như là sử dụng gia đình mình để cho hợp lý nhất các bác nhá. Vâng, thì hôm nay thì để đỡ làm mất thời gian của các bác thì em sẽ quay nhanh toàn thể qua một lần để cho các bác nào xem, để đỡ làm mất thời gian của các bác xem hết video thì nó sẽ lâu các bác nhá. Đó, và hôm nay thì em lên một lô C này. Đó, gồm em có đánh ký hiệu rồi, C1, C2, C3 cho tới C8 các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em, rồi bảo là chốt cho anh con C1 chẳng hạn. Đó, thì em biết ngay là con gì rồi, thì em sẽ đóng hàng và gửi hàng đi cho các bác. Đó, và em đã để giá công khai ở đây rồi các bác nhé. Tất cả em đã để giá công khai, và giá này đã hoàn toàn miễn phí ship, đã bao gồm phí ship và đời tầng cầm phụ kiện. Phụ kiện của bên em gồm những phụ kiện sau đây. Đây, một tip mở buji này. Đó, một chiếc tô viết chỉnh, một chiếc rũa để rũa làm xích cho các bác. Tình trạng là kiểu làm xích rim theo máy thì nó sẽ bị hơi bị cùn, thì các bác có thể về các bác rũa để cho nó sắc bén hơn, để cắt cho nó ngọt các bác nhé. Đó, con đầu tiên là một con C1 này, Zenowatt C1 made in Japan luôn này các bác nhé, hàng bãi Nhật chuẩn chỉ. Con máy này thì con này thì còn quá đẹp này. Đó, tình trạng máy móc các bác nhá, nhìn còn quá là ok la luôn nhá. Đó, tất cả linh kiện nó đầy đủ này, mắt xích mắt xiếc này. Đó, tờ bản nguyên cái này thì em bị ram xích sai nhá, có gì thì em sẽ chỉnh lại sau. Đó, con này thì xài xích xích chuột nhỏ các bác nhá. Con này nói chung là nòng của nó thì 38mm thôi, về phù hợp cho các bác xài gia đình. Nó các bác nào mà cắt củi nhà cũng như dọn vườn nhà linh tinh, cắt linh tinh thôi thì có thể lựa chọn một em này nhá. Quá là nhẹ nhàng, con này chỉ rơi chỉ khoảng tầm 3 ký mấy đến gần 4 ký thôi, 4 ký đấy. Đó, giá của con nó thì 2.500.000. Đã miễn phí ship và được tặng kèm bộ phụ kiện. Đó. Giá chỉ 2.500.000, máy móc quá đẹp nha. Con này thì chỉ bằng một con cưa Trung Quốc thôi, nhưng mà tình trạng máy thì còn cực đẹp. Đó, giá thì chỉ bằng một con cưa Trung Quốc, nhưng mà dòng Nhật thì các bác xài cũng sẽ biết, máy cực kỳ bền các bác nhá. Đó, có khi xài 2-3 con cưa Trung Quốc rồi thì một con máy Nhật thì nó mới hỏng được. Đó. Và con thứ hai là một con C2 này, giá 2.200.000, đã bao gồm phí ship. Đó, một con Makita các bác nhá. Makita tay dài. Tình trạng máy cũng quá là đẹp này. Mắt nhìn các bác nhìn xích các bác, nhìn lam này. Nước sơn thì còn y nguyên luôn các bác nhá. Nước sơn thì coi như là chưa hề bị bong chóc gì cả. Đó. Mắt xích của nó đây, theo đánh giá con mắt xích này thì nó còn khoảng tầm 80% nữa. Đó, một con C2 này, Makita. Rồi, em sẽ qua con C3. C3 cũng là một con Makita này, toàn là máy đẹp đấy các bác. Mấy con hãng Makita này của bên em nhập về thì 10 máy thì đẹp cả 10 các bác nhá. Đó, nên là không phải lăn tăn gì về máy móc cả.
Con nào em thấy nó cũng đẹp, con nào thì cũng ok. Giá 2.200.000 C3. Cũng một con Makita nha các bác nhá. Làm xích còn ok luôn này. Đó. Qua con C4, C4 một con cũng Makita. Nhưng mà nó bị mất cái thắng xích ở đây rồi nhá. Nên là em để giá 2 triệu đồng. Giá đã bao gồm phí ship. Đó. Nó chỉ cần nó bị mất cái thắng xích ở đây thôi. Các bác nào không quan trọng về cái thắng xích cũng như là ấy thì có thể lựa chọn với em này nhá. Giá vừa rẻ vừa hợp lý. Máy móc thì còn chuẩn chỉ luôn, đẹp luôn đấy. Nhìn tem mát các bác nhìn ạ. Xích này, làm này các bác. Makita, chữ Makita thì còn nguyên luôn các bác nhá. Làm mà chưa hề có gì gọi như là vết xước luôn đấy. Đó. Máy móc quá chuẩn chỉ. Giá 2 triệu đồng các bác nhá. Rẻ hơn được 200.000. Cái thằng xích nói chung là về thì để nói chung là để khóa trẻ em thôi. Thì các bác nào mà không có nhu cầu xài thắng xích mấy thì có thể lựa chọn mỗi em này nhá. Đó. Giá chỉ 2 triệu đồng, đã bao gồm phí ship. Và một con cưa tay cụt cũng hiệu Makita. Cưa tay cụt cũng hiệu Makita này, C5. Giá 2 triệu đồng. Đó. Con máy cực kỳ đẹp. Quá là đẹp luôn các bác nhá. C5 giá 2 triệu đồng. Con này tay cụt về cho các bác leo cây leo kiếc ấy. Các hãng Makita thì nói chung là nó quá nổi tiếng rồi, từ Nam ra đến Bắc. Tất cả những dòng cưa hay là dòng cái gì về xài gia đình thì đều là hãng Makita nhá. Siêu bền luôn các bác. Đó. Và con C6 là một con Shirawa. Shirawa Nhật nội địa. Hãng này thì quá là ok rồi các bác nhá. Không còn bàn cãi gì về tình trạng cũng như là về hãng cả. Siêu nổi tiếng này. 2 triệu mốt. Đó. Và một con C7 là một con Hitmana. Hãng này thì có các bác ở ngoài Bắc ấy thì xài quá là nhiều Hitmana. 40cc. Con này thì kéo khoảng 5657 là ok luôn đấy các bác. Đó. Hitmana. Con này thì giá 2.600.000 các bác nhá. Đó. Và con cuối cùng là một con Echo V4000 cũng công suất 40cc. Đó. Giá 3 triệu đồng. Đó, con này thì tích hợp theo máy nó là được hẳn 5 năm tấc rồi nhá. Còn con này thì theo làm máy thì theo máy là làm 4 tấc rưỡi. Đó. Mặt cắt được 40. Hút mà nà. Hiện tại thì bên em lô bên em thì đầy đủ những dòng nhá cho các bác lựa chọn. Đó. Quá là ưng ý đúng không ạ? Toàn là hàng đẹp thôi. Vâng thì bây giờ thì em sẽ qua phần test nổ cũng như là review chi tiết từng cây một các bác nhá. Để cho các bác nào đã ưng ý hoặc là vừa mắt cho mình những con rồi thì có thể xem tiếng nổ của máy nó sẽ như thế nào để cho yên tâm nhất nhá. Còn các bác nào có lăn tăn thêm thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929. Thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm cũng như là giải đáp những thắc mắc để cho các bác yên tâm và sử dụng nhất những dòng máy cưa của bên em nhá. Tất cả toàn bộ máy móc của bên em đây đều là bao rin nguyên bản 100%. Đó, chưa hề bung biếc máy gì cả. Bên em thì làm ăn uy tín chứ không phải là lặt vặt. Đó, máy móc thì có sao thì em sẽ nói vậy. Để cho bên mình các bác nhận hàng cũng như là ấy để có thể yên tâm nhất. Có thể các bác nhá. Rồi, bây giờ em sẽ qua phần test nổ. Rồi, con cưa đầu tiên là một con C1 này. Genowatt. Hãng này thì dòng Nhật nội địa rồi. Tình trạng máy móc thì còn đẹp luôn các bác nhá. Đó. Cho các bác nhìn tổng thể qua cây máy này. Con này thì nòng của nó có 38mm thôi. Đó. Nhưng mà phù hợp cho các bác xài gia đình là chủ yếu. Chứ con này khai thác thì hơi yếu các bác nhá. Cắt gia đình thôi. Giá 2.500.000. Đó, con này thì con đúng bơm xăng rồi này. Con đúng bơm xăng phụ ở đây luôn. Đó. Công tác thì ở dưới này các bác nhá. Công tác thì ở đây. Đó. Con này thì em đã dọn nổ ngon lành rồi. Tất cả những linh kiện cái gì thì có thể thì em cũng đã kiểm tra để cho tới tay các bác sử dụng là hoàn hảo nhất các bác nhá. Đó. Vâng thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này.
Đó, một con máy dọn đồ quá là ok này. Con này thì xài chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực luôn, giật rất là nhẹ nhàng. Giật cái một là nổ thôi. Đó. Rồi thì em sẽ qua con thứ hai. Qua con thứ hai là một con Makita này, con này thì công suất của nó là 33cc các bác nhá. Đó. 33cc giá 2.200.000. Tình trạng máy móc thì còn cũng là đẹp. Không gì lăn tăn về máy móc này. Lam của nó thì các bác nhìn thì biết như mới luôn đúng không ạ? Nhưng mà thật ra con cái lam này lam rin theo máy của nó luôn các bác nhá, chứ không phải là lam mới đâu. Để cho các bác đỡ phải lăn tăn. Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này luôn này. Đó, giá 2.200.000 cũng chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực luôn. Giá 2.200.000. Rồi em qua con C3 là một con cũng dòng Makita. Hôm nay thì hơi nhiều Makita đúng không? Tại vì em mới nhập một lô thì toàn là Makita thôi, nhưng mà toàn là hàng đẹp luôn các bác nhá. 10 cây đẹp cả 10. Nên là các bác ý thì cứ thể lựa chọn cho mình. Còn các bác nào lan tan mà lựa chọn con ngon nhất thì có thể để cho em lựa, cho các bác hoàn toàn yên tâm luôn nhá. Đó, em sẽ lựa cho con ngon nhất có thể để cho các bác tới tay các bác dùng. Đó, con C3 giá cũng 2.200.000. Ok luôn. Dạ rồi các bác nhá, thì tiếp tục thì em qua con C4. Đó, một con Makita. Máy móc cũng là đẹp leng keng luôn các bác nhá. Đó. Con này thì nó chỉ có phần thiếu phần thắng xích thôi. Nên là em để giá rẻ các bác nhá, giá chỉ 2 triệu đồng. Đã bao gồm phí ship được từng cặp phụ kiện. Đó, còn lam xích thì đảm bảo các bác là đẹp luôn nhá. Có phần này bị nhớt này. Em cho nổ thử nên là nhớt nó bị bắn ra thôi, chứ còn làm biết thì còn quá đẹp luôn các bác nhá. Hình thức máy thì còn ok la luôn này các bác. Đó, vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua nhé. Nổ thì còn cực kỳ êm và ngon lành luôn các bác nhá. Con máy này thì cực kỳ đẹp rồi. Đó. Dạ rồi thì bây giờ thì em qua con C5 các bác nhá. Một con máy cưa cũng Makita dòng tay cụt này. Máy móc thì đẹp leng keng luôn nha. Đó, hôm nay một lô máy cắt cỏ máy cưa. Cưa xích Makita toàn hàng đẹp thôi. Đó, giá thì 2 triệu đồng các bác nhá. Như thiếu thùng luôn đúng không ạ? Đẹp, làm xích của nó thì không phải chê gì cả đâu. Rồi bây giờ thì em sẽ test nổ luôn các bác nhá. Con này thì được chụp giật trợ lực tiếp này luôn này các bác. Đó, giật cực kỳ dễ nổ. Ok luôn các bác nhá. Thắng xích thắng xiếc thì đầy đủ này. Đó, thắng xích thắng xiếc còn ngon lành luôn nhá. Giá 2 triệu đồng. Phù hợp cho các bác nào mà xài cắt cành cũng như là leo cây hay leo thang gì. Xài có ok này. Rồi, tiếp đến là một con C6 các bác nhá. Dòng máy cưa Shirawa E300. Giá 2.100.000. Con này thì không phải bàn cãi gì về hãng nữa rồi. Quá là bền bỉ. Hãng này thì cực kỳ bền các bác nhá. Xài quá là đảm bảo luôn. Con này thì nó hơi bị nước sơn ở đây thì nói chung là cũng bị xước nhiều rồi, cũng không phải lấy. Con này thì theo đánh giá thì cũng không còn về lốc máy không biết, thì ngoại hình thì chắc chỉ còn rơi vào khoảng tầm 60% thôi. Đó, nhưng mà về máy móc linh kiện thì em vẫn kiểm tra ngon lành rồi nhá. Đảm bảo cho bác linh kiện máy móc thì còn rim nguyên bản này. Nòng bạc thì còn hơi yếu, còn cứng nguyên các bác nhá. Máy móc bao rim 100%. Đó.
Nói chung là dòng cũ mà các bác nào không quan trọng ngoại hình thì có thể lựa chọn một em này nhá. Hãng này thì cực kỳ bền rồi. Shinawa, máy móc nổ thì êm ru luôn các bác nhá. Rồi, rồi thì em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua. Móc thì em đã dọn nổ ngon lành rồi các bác nhá. Đến là một con C7 Husqvarna. Hãng này thì có lẽ là các bác ngoài Bắc thì không còn xa lạ gì đâu. Ông vua bà chúa về nòng ngưng máy cưa máy cắt cỏ được đúng không ạ? Hãng này thì được sản xuất chính hãng tại Thụy Điển luôn các bác nhá. Đó, tem mác của nó đây. Đấy. Máy móc còn ok luôn này. Tất cả này vỏ viết của nó đều kim loại cả các bác nhá. Giá 2.600.000. Thắng xích thì còn ok luôn các bác này. Đó, thắng xích thì còn ok luôn nhá. 2.600.000 đã bao gồm phí ship. Đó, con này được tích hợp của nó là 45 phân. Đó. Máy móc tình trạng vẫn còn đẹp các bác nhá. Con này thì đời thì em nói thật thì đời thì cũng không còn cao nữa, nhưng mà bền bỉ thì thật sự là ăn đứt tất cả những dòng khác rồi đấy. Không còn phải lan tan gì về bền bỉ cũng như là độ sử dụng của máy này nữa rồi. Thôi thì bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này luôn các bác nhá. Con này thì được công suất của nó là 40cc các bác này. 40cc. Rồi thì em sẽ test nổ luôn. Nổ thì còn cực kỳ êm ru luôn các bác nhá. Đó. Dạ. Trùng cuối là một con Echo V4000 các bác nhá. Giá 3 triệu đồng. Máy móc con này thì phù hợp cho các bác khai thác các thứ rồi đấy. Đó. Và con này thì nòng của nó là công suất 40cc các bác nhá. C8 giá 3 triệu đồng hãng Echo. Tích hợp của nó là 5 năm luôn rồi. Con này thì kéo 56 57 là vô tư các bác nhá. Rồi thì bây giờ thì em sẽ test nổ luôn này cho các bác nghe qua. Đó, máy móc thì nói chung là tất cả những dòng máy thì em đã dọn nổ ngon lành rồi. Khi các bác đặt hàng của bên em thì em sẽ trước khi em gửi hàng đi thì em sẽ kiểm tra lại một lần nữa nhá, để cho tới tay người dùng các bác có thể yên tâm nhất. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt một em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em rồi số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể nhắn tin kết bạn và nhắn tin qua Zalo cho em. Rồi em chào các bác nhé.